ông tu á, ông ấy ông hiền lại á, đưa lên tivi cái người ta đấy này với cười cởi áo đây. Tại ông tôi ở bữa này áo rồi thôi. Bữa nay anh em mình đi chợ nha cả nhà. Rồi chợ kia đậu má trốn lên chi nã, trốn đầu hai tên nữa họ hai tùm lum chân. Cái đi chơi à, tôi là chịu hú á. Là chết cha đứa mà càng nhằn á, công an bắt. Bãi còn lúc ngoài kia kìa tẹt. Đó. Bãi còn lúc ngoài ngoài đấy. Nó như bê đê vậy mày ơi, hút thuốc thì nó không hút mà nhậu nó cũng không nhậu. Trời ơi, bữa nay ảnh chài gì, bữa nay kỵ ta. Bãi được quá im mà không biết sáng giờ có ai chạy không ta. Nó cào cá nó bị điện á, vô mé nữa. Cái bãi này mà được gầm hết ta thả cá đâu ha. Trời ơi mặc sức mà chài. Có không? Trời ơi, từ từ mày, cá dữ lắm mày, từ từ. Hai chài nghe cả nhà. Chài này chài thứ hai rồi. Chắc kiểu này đi chợ quá cả nhà ơi. Giống chừng qua hai con vậy đó. Ừ đó, lấy cái móc đi xuống cái hầm này nè, móc bảy vài chục con thôi. Quá im luôn hả ta, sao kỳ ta. Qua nó câu cá lăng dữ lắm mà. Tao dài dặn nữa coi. Chạy dài lên chỗ đó coi. Chưa gì hết trơn, chuẩn bị hai cái bọc nước nữa rồi. Đi theo xui rồi. Đây là con sông của quê mình nghe cả nhà, rộng tới một cây mấy số nghe cả nhà. Quá im. Thiết lên hả?
ba chài có giật giật gì không? Không có, vô cho kỹ ra con gì luôn đó. Giờ đi dài lên cả nhà ơi. Cái bè này cái ấy người ta. Bè này được rồi, nó đóng tàu tống quá. Chưa trơn, chuẩn bị hai bịch nước nè cả nhà. Chưa thấy con cá nào hết trơn. Sao mình không có hộp hết vậy? Câu cá cũng không có mà đi chạy cá cũng không có. Cái này giống vàng quá ta, cái gần sao mà tới giờ nói à. Coi chừng sợ vàng hồi xưa. Sợi dây nịt, cái cọng dây nịt dằn quét luôn, ở dưới nước mà còn dằn quét mà không biết phải không. Rồi rồi rồi, dính cái bực cái gì rồi. Ăn Tết chưa vô á. Rồi, con luôn. Không có con nào luôn. Đắt không? Giờ mẹ cho đi lấy cái cây ớt ngon.